đương nhiên là cái thằng nói nhiều nhiều kia rồi. Ý trời, ghê chưa, ghê chưa cái chưa kết cục bởi biết làm sát lừa giỏi nha. Nhưng mà nó không hiểu gì hết, nó vô nhìn hình thôi ngu rút. Anh nhân ơi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Nappy đây nè. Trước khi vào video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để ủng hộ mình lên 400k sub nha, và ủng hộ các thành viên trong team sinh tối nữa. Hôm nay thì mình sẽ đi câu cá ở khu băng. Mình đã sinh mẹ rồi tại vì mình rất là thích mấy cái khu tuyết tuyết cơ. Mình rất là thích trời lạnh các bạn ơi. Mình đang đi tìm một cái chỗ để mình câu cá. Ui, wow, quá chật cá luôn. Mình nghĩ chắc là mình sẽ câu cá ở đây được đó. Để mình đào một cái hố, xong rồi mình sẽ câu cá ở đây chắc là được á. Ở đây là được không ta? Nó bu quá trời luôn. Wow, cái gì vậy? Trời, cái con nó làm hết rồi. Ây da, hôm nay lại có thêm bạn về nhà chơi rồi. Đi 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 thôi nào. Ủa cái chỗ này bị gì vậy? Ủa sao nó lại lủng một lỗ rồi ý? Hình như có ai dưới đó. Ê cáp mày đứng trên đây đi. Ủa đi có người. Xuống xuống xuống. Ê ê, lên 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 lên, để lên, để lên. Rồi ai vậy trời? Để lên. Ồ hình như bị chết đuối hay gì vậy ta? Chết rồi, giờ sao đây? Mình có nên mang về nhà không? Rồi chắc mang về nhà đi. Bừng nó lên, bừng lại, bừng lại. Được rồi, hai giờ nào cáo. Đi. A few moments later. Trời ơi, cái gì đâu ra nặng như con heo rồi trời. Chắc mình đem về nhà, thằng kia cũng chẳng chửi đâu. Tất cả đi, đi nào cáo, nhanh. Đây, ta đi. Vô bên trong nè. Ê, ủa, vậy? Sao dẫn con người về nhà vậy? Ai biết đâu, thấy nó nằm ở đâu, ở dưới à, gục ở dưới kia kìa. Trời ơi, dẫn con người về nhà nguy hiểm lắm á, đuổi nó đi đi. Trời ơi, người này nằm gục rồi, chắc là chết đuối hay gì á. Có à, người lạnh quá trời nè, đông cứng luôn trời rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao bây giờ? Lấy đuối đi, cho ấm. Cái gì vậy? Cho người này cho nó ấm. Cái gì vậy, nhà mình toàn bắn không rồi, cho người này nó nóng lên là cái nhà mình nó tan chảy luôn đó. À quên à, à đúng rồi, trên lầu á có cái lò lửa. Đi lên. Đi trời, cái đụng đầu này đầu chắc là nó lên đầu xẹp lép dân tép á. Ủa chết chưa ta, không có tỏ à, em còn sống không trời. Thôi bỏ nó đi, tự nhiên đem về của nợ vô nhà chi không biết nữa. Của nợ gì, thấy người cứu thôi, chắc đang ăn đó đó nhà con người nó có tốt với mình đâu, nó cứ phá của mình hoài mày cũng bắt. Đúng rồi, nhưng mà này là con bé mà, nó đâu có to bằng mấy đứa kia đâu, nó làm hại được gì mình. Vậy bây giờ tao tính sao với nó bây giờ? Ê nó tỉnh kìa. Hả? Núp trốn. Gì vậy? Tôi đang ở đâu vậy trời? Tôi đang ở đâu vậy? Lạnh quá. Chỗ này ấm được chút nè. Tao đứng ở chỗ này coi. Đây, ngươi là ai? Có gì vậy? Ngươi là ai? Ê trốn vô tên ngu kia. Ôi trời, quên. Cái mau. Hả? Tôi là tôi chứ là ai? Tôi là Nabi. Ai? Tôi hỏi cái này đó. Thấy rồi nè. Hello cutie pie. Không thấy ngươi. Ngươi không đúng được rồi. Nhìn bóng ta. Không thấy ngươi. Ủa? Tôi thấy rồi nha. Ngươi là sao ngươi định bắt bóng ta chứ gì? Ê, hình như anh nói đi anh trai. Chim cánh cụt. Ôi, cánh cụt gì? Rồi sao? Hai người là chim cánh cụt hả? Sao nhìn dễ thương quá vậy? Đúng rồi. Bọn ta là chim cánh cụt đó. Rồi sao? Giật dữ vậy. Nhưng mà hai người biết nói mà. Nãy giờ mình nói chuyện với con chim cánh cụt. Hai người biết nói hả? Ngươi bọn định bắt bọn ta chứ gì? Bọn ta biết cái đội con người bọn ngươi mà. Thôi ngươi về đây, ta cứu ngươi rồi. Ngươi về đây. Cút. Cái gì? Người cứu tôi hả? Ừ đúng rồi ha, hình như hồi nãy lần cuối cùng tôi nhớ là tôi đang đứng câu cá, xong cái tự nhiên hình như cái băng nó bị
bị nứt xong cái nó tôi là người cứu nè. Bạn là người cứu hả? Nhưng mà hai bạn giống nhau á, tôi không biết phân biệt sao hết á. Trời ơi, đây nè, là hơi cách hết giống nhau nè. Để coi tôi nè. Hello. Cánh cục đầu biến hả? Chim cánh cục đầu biến. Ai vô duyên nha, vô duyên nha. Vô duyên nha. Tự nhiên người ta là chim cánh cục, nói ta chim cánh cục đột biến. Chim cánh cục đột biến là người được chứ. Đương nhiên bọn ta là người chim cánh cục. À, đi xuống dưới. Đúng rồi. Ủa vậy là này nóng quá. Ai là người cứu vậy? Ai là người cứu vậy? Đang đi xuống, người đang đi xuống. Hai người đều đang đi xuống mà. Người đi lên. Người đang đi lên á. Ủa, cuối cùng là ai? Cuối cùng là ai? Ủa cái này là nguyên một cái nhà luôn hả? Là ta cứu ngươi nè, ngươi đào người vô ơn bộ nghĩa, đi xuống. Ủa cái gì đúng, vậy? Đúng, sao đúng, vô ơn bộ nghĩa? Thế thì cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Ủa, hai bạn đi xuống đâu vậy? Ôi, ngẫu ai, bừng ngẫu ai. Ủa, cái này phòng ngủ hả? Hai bạn chuyên cánh cục này có chỗ ngủ, có nhà luôn. Hai bạn này xịn thiệt sự luôn. Ủa, có chỗ chơi nữa nè. Ê, đừng có ngủ nữa, dậy đi. Ơi, không dậy đâu, buồn ngủ lắm. Dậy. Rồi. À. Ủa, nhưng mà sao à? Sao khu ở đây mà mọi người có mấy cái này hay vậy? Mấy cái khu này ở đây sinh số có. Ủa thì bọn ta xây chứ đâu mà hay. Lấy về ăn trộm về, ăn trộm về chứ. Cái gì ăn trộm? Ăn trộm là không có tốt, không có được ăn trộm. Đâu có ăn trộm đâu, tại do thấy nó ta bị đóng băng á, rồi đem về đây giống như người á. Ủa ơi, tạm thời bỏ túi. Nếu như không ai nhận, mình sẽ xài luôn. Cho người đã bị rơi chứ. Không phải đâu, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Tiện thả xanh luôn. Ở đây cũng tiện nghi ha, có giường ngủ nè, có sách luôn nè. Ôi, ai biết đọc sách hả? Ai là người đọc sách vậy? Đương nhiên là cái thằng nó nhiều kia rồi. Ý. Gây. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Chạy chưa kết cục mà biết đọc sách luôn, giỏi nha. Nhưng mà nó không hiểu gì hết, nó vô nhìn hình thôi. Ngu rút. Ủa, ở đây có cái gì ăn không? Tôi đói bụng quá à. Vô nhà người ta còn đòi đồ ăn nữa, nhiều chuyện thiệt. Nhưng mà tôi đói bụng. Ủa, nhưng mà hai người mấy tuổi vậy? Hai người có biết hai người mấy tuổi không? Tôi đã 300 tuổi rồi. Cái gì? Tôi 500 tuổi rồi. Bây giờ tự nhiên mới nói 100, bây giờ 500 thì có cùi mấy người bao nhiêu? 5 ngày. Tôi 400 rồi. Hả? À, tầm 5 tuổi hết trơn á, cuối cùng là mấy tuổi? Tôi 1 tuổi. Tôi 2 tuổi. Chim cánh cục này nó có được bình thường không vậy trời? Ơi, tôi dẫn bạn ra gặp cái người này nè, người này hơi bị xịn luôn. Đúng rồi. Hello bác. Bác ơi. Dậy, có người mới qua gặp tụi con nè. Ơi, cái ông này tôi sợ lắm, cái con này tôi sợ lắm. Ấy, rồi luôn, vậy là bạn thôi là người không được chọn rồi. Không chơi đâu. Ê da, sao bác đánh con? Ơi. Thôi bác ấy là hụ thôi chứ bác ấy không có làm gì đâu. Ôi nhìn cái mặt dữ gần chết, không chơi đâu. Dạ cái gì? Sợ lắm. Không chơi. Không an toàn mà. Ủa nhưng mà tôi mang... là ở nhà canh cho mấy bạn vậy hả? Đúng rồi. Mấy bạn kêu bằng bác hả? Đúng. Ờ thế thì bây giờ tôi mới có 5 tuổi thôi. Hello. Thì sao? Giới thiệu đi. Tôi tên là Nabi. Tôi là Ha Chi, cánh cục. Còn người kia tên là gì? Tôi là Thầu Duyên. Mấy tuổi rồi? Tôi hả? Mười mấy nồi bánh chưng rồi, không biết nữa, già rồi. Mười mấy nồi bánh chưng hả? Thì vậy sao quánh luôn vậy? Không có, nó là gì? Vậy là lớn hơn tôi rồi, thế cô phải kêu bằng anh rồi. Hello, đúng rồi. Em ăn em, nó bụng quá à. Nó gì đó? Ăn gì đây? Okay. Có cá à? Còn tôi là thích ăn thịt cá. À, có cái thấu mà ghét nhất là ăn cá, ghét nhất là ăn thịt cá mập. Em không biết ăn thịt thấu, ăn thịt chín cơ, đi nướng kìa mày. Chính. Thôi không, tự đi lên trên kia mà nướng kìa, tâm lên trên đó đâu. Thì thôi, đói bụng mà phải tự đi lên nướng thôi mọi người ơi, bây giờ không nướng thì đói. Để đi lên nướng mới được. Ăn xong chưa? Chưa mà, mới vừa nướng à. Ăn lẹ đi, rồi đi về. Ăn lẹ đi rồi đi về. Không có đi đường về. Lẹ đi về đi. Thôi
Không cho, đi về đi. Không biết thì thôi. Rồi, đi về đi. Thôi, cho em ở đây đi. Em sẽ mai mốt em sẽ đem bắn tới cho hai anh. Được, chịu không? Cái gì? Định đói vậy như vậy rồi đem người lạ đến đây bắt tụi tôi chứ gì? Chiên bánh cục tụi tôi sắp bị người triệt chủng rồi đó, biết không? Đúng rồi. Hiểu không ạ? Cái bắt mà em có thể thích động vật luôn á. Em có đừng có xạo. Chiên bánh cục cần tiệt chủng rồi. Ngươi đằng con người bắt lấy ăn thịt. Tại vì bây giờ em không có biết về. Em về là em bị lạc á. Chào bác, chào bác kìa. Bác ơi, đưa về kìa. Thôi, em sợ bác lắm. Thôi, em sẽ ở yên trong nhà đây. Em không có làm gì đâu. Trời em trời ăn, em ăn ít lắm, một ngày em ăn có 3 bữa thôi. Trời, ít kìa. Một ngày ta có ăn có 1 bữa à. Ngày ta ăn có 0,5 bữa à. Xạo chó, xạo chó. Hai người đừng có xạo nữa. Thôi cho em ở đây nha. Rồi ngày mốt hả, em sẽ tìm đường đi về. Coi có ai đi kiếm em không. Rồi nhớ nha, ngày mốt đó. Biết rồi. Thế bây giờ giường ngủ mình chia nhau đi. Em sẽ ngủ cái giường bên đây nha. Em ngủ dưới đất còn anh ngủ ở trên giường. Đúng rồi. Em ngủ dưới đất được, lạnh lắm. Ở chỗ này chỉ có hai thôi. Cùng đi ra đi. Rồi đó, được cái giường đó. Đi ra cho thấy nè. Ơi, xoay cái giường rồi. Em sẽ nằm ở chỗ này nhá. Đúng rồi, nằm ngủ trong đó đi. Lạnh quá, em không ngủ được. Nhậm gì à, nó nhiễu à, trời ơi, ngủ đi. Lạnh quá em không ngủ được. Làm quen đi. Càng tối là càng lạnh á. Thôi nè, càng tối càng mát chứ sao lạnh trời. Ừ đúng rồi, ổn chuyển quá à. Đó nè, đồ ấm á, ngủ đi. Wow. Ủa mấy cái này anh lấy đâu ra vậy? Đương nhiên đang chạm mày. Mất dạy. Lại là đồ ăn trộm. Không được ăn trộm. Đó gọi là đồ nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi. Dạ trời ơi, ê ê, của ta mà. Đem con heo đi, để em ngủ. Mấy em đem bánh xuống lại trời, em đem bánh. Ok, thôi em mua heo đi, mặc như heo rồi, em mua heo đi là tốt nhất. Ok, trời mấy bạn ơi, ấm rồi, mình lại có bông kế bên đi ngủ nữa. Bây giờ mình đi ngủ thôi. La 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 la. Ôi ôi, con bé này ăn gì như hạm đậu vậy đó. Bây giờ đồ ăn nhà mình hết trơn rồi. Ai, ôi bây giờ phải đi kiếm cá ăn thêm mới được. Ui, ở đâu ra có một cái gì ngon, mẹ ngon quá vậy ta. Woo, thì ra là một cái chỗ để ăn luôn nè. Ui, lấy về. Ai, cái gì á? Tao canh mày lâu lắm rồi con. Hey, tao biết mày còn một con cánh cục nữa. Đó chính là đồng bọn mày chứ gì. Tao biết tụi mày rất là thông minh nên tao sẽ bắt nó. Và tao sẽ bán với tụi mày với giá thật là cao và tao sẽ rất là giàu. Mua ha. Ê, có chuyện rồi. Dậy. Dậy, ngủ hoài đi con lợn vậy. Ngủ giết như con lợn như con gà. Gà có gà ngủ giết. Cái gì vậy? Ê, em của ta bị bắt rồi. Bị bắt? Cái gì bị bắt? Bị bắt gì? Ai bắt? Bọn thợ săn á. Em ta đi kiếm đồ ăn mà bị bắt rồi. Ở đâu vậy? Hay đi cứu. Không được, bọn nó có vũ khí kìa. Nguy hiểm. Từ, để nhảy lên cái đạp của vậy. Để nhảy lên cái đạp. Lên trên tay nhanh, ngươi dở quá à. Vậy bây giờ mình đi cứu đi. Đâu rồi? Ở không đâu? Được, ở nó đâu? Có vũ khí. Ở ngoài kia kìa, nó có vũ khí á, không đánh được. Ở đâu? Bị bắt ở đâu? Bên kia kìa, bên kia kìa. Ta không dám tới đâu. Ủa, em có thấy gì đâu. Ủa, em thấy rồi, em thấy anh cánh cục rồi. Ủa, nhưng mà tại sao tự nhiên mọi người bị bắt vậy? Người đó là ai? Đúng rồi. Bọn đó bọn thợ săn. Bọn ta bắt mấy chim cục ta. Bọn ta vì ta rất thông minh. Nó muốn bắt ta cho bé rất là nhiều tiền cho bọn chúng. Ừ, nó được gọi là săn bắt trái phép. Trời ơi. Đúng rồi. Bọn anh không dám lại đó đúng không? Hay là bây giờ mình đúng đi rồi. Bác của anh đi. Bác của anh đâu rồi? À đúng rồi. Ê, ngủ trên đây nè. Đi dậy đi, dậy đi, dậy đi. Kêu dậy. Dậy dậy rồi. À, trời. Kêu tới đó đi. Được rồi, đi tới kìa bác ơi. Tới sau lưng mấy người kia vậy? Đi giật ngột không vậy? Sao bác đi lùi không vậy?
đâu ra con quái vật vậy? Đó là nè. Ôi, anh cắt cổ của em giật mày, quá kìa. Tao đấm mày chết. Con mập điệt. Đập nó đi. Ây da. Ây da. Rồi, ê, kìa tao kia mày đóng rồi. Mày là con. Ây da. Giỡn mày nè. Ủa mày. Ủa mày. Cái con mày bốc tao mần thịt mày kìa con. Hay quá bác ơi. Hay quá bác. Bác chạy cứu được cái con rồi, nó chạy luôn rồi. Ây khoan đúng rồi. Em có cách này cứu. Ừ. Cái lồng sắt này là phải cứu. Cái lồng sắt này là phải cứu. Để em làm cho. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Đừng rồi, có lung nữa, nhanh lên. Để em cứu anh. Không sao, anh yên tâm, em có được cái bàn chế tạo rồi anh nè. Rồi. Lẹ lên đi mà, hu hu. Em có sẵn hai cái cây này. Nhanh lên. Hu hu, lẹ lên đi hu hu. Em làm được cái cốc. Anh ngồi đây thì anh cốc hu hu hu. Thả anh ra đi mà, anh cốc hu hu. Nè, em thả rồi. Yeah, cảm ơn anh nhiều. Đi về. Ôi ơi, ông bác anh nhờ ổng mà nãy anh nhém chết luôn rồi. Bác của anh đang ngủ mà hả? Anh hay chi kêu ông dậy á, thì nên ông quạo. Ông lửa ông sụp á. Về. Đi vô nhà thôi, ghê quá. Ủa mà anh đi đâu? Mà anh đi hồi sáng giờ anh không rủ mọi người vậy? Thì anh đi tìm đồ ăn, mà anh thấy đồ ăn ngon quá, anh ngồi anh ăn một mình. Nhưng mà ai về bị bắt luôn. Đó là tội tham lam. Mình là một động vật hiếm rồi, phải cẩn thận chứ cái anh này. Ai biết đâu, đói bụng thì ăn thôi. Thôi, cuối cùng mình cũng đã gọi là giải cứu anh thì an toàn rồi các bạn ơi. Bây giờ thấy anh có lấy được đồ ăn cho mọi người không? Anh kêu anh đi lấy đồ ăn mà. Anh nằm trong bụng anh hết rồi. Thì em với anh chi đói rồi sao? Đúng rồi. Đói thôi chứ, sao giờ. Cây cục. Ây da, đừng đánh nữa. Thôi, tí nữa mình với anh kia sẽ đi kiếm đồ ăn. Cho đi chung vậy. Đến đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này của mình. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho mình và ủng hộ các thành viên trong team sinh tố nha. Anh này leo xuống coi cái mặt của anh ngáo đồ tham ăn, không cho anh đi chung đâu. Đúng rồi. Thôi không muốn đâu, dẫn anh đi. Đây. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto. Đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.